Đây là cây mãng cầu mà anh Khoa rất là thương nè, Lisa, mà rất là lớn luôn. Trong chợ Đại Hàn mới có bán rau này, chợ Nhật đó, chứ còn chợ Việt Nam thì mới chưa thấy bán rau đắng này. Bốn đọng chậu nè các bạn, mua về làm giống luôn. Cây ngải cứ, cây này rất là quý luôn nha các bạn. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, My đang ở vườn của anh Khoa nè. Hôm nay My cho các bạn xem một vòng ở đây, coi có đầu mùa xuân anh Khoa chuẩn bị những cái rau củ gì cho các bạn xem cho vui nha. Những cái rau đổ ở đây cũng nhiều lắm nè các bạn. Rồi, cái này chắc là bầu nè. Anh Khoa đang bận khách rồi cho nên để My tự chia sẻ với các bạn nha. Có cây củ chuối nữa nè các bạn, như 10 đồng một cây nha các bạn. Cây này được, wow, được 3 cái thân luôn. 3 cây nhỏ nè, lú đây đó nè, 4 cây luôn. Mấy cây này nè, cô về cô đừng tưới mỗi ngày nha. Hình như 10 đồng 2-3 ngày cô tưới lần nha. Wow, ớt ma nè các bạn, ớt cay nhất thế giới nè. Tốt quá ha, rất là tốt luôn, lá mập. Các bạn có cần ớt mà cay nhiều thật nhiều, cay xé con tim là cái này nha, ớt rất là cay luôn. Ớt ma đó, cay lắm. Này mà vừa rồi nhà My trồng xong á, My lấy pha với mấy cái ớt khác mình làm tương ớt. Ăn ông xã My cũng mê lắm, cho ai thích ăn cay thì ok. Các bạn đến nhanh nha, tại vì cái này cũng không có nhiều. Các bạn, cây này cũng rất là ngon luôn nè, Red Rocket, sum xuê luôn, cành lá, mầm 140 rồi các bạn ơi. Anh Khoa đang giảm giá nè. Cái cây này rất là ngon nha, nhưng mà so với Black Gold thì nó không bằng thôi, chứ nó cũng rất là ngon. Còn mới cho các bạn xem Black Gold bên này, hàng hiệu mà nhiều người trông chờ, nhưng mà có một số là có chủ rồi. Thì anh Khoa nhắn em là ai có dặn thì lại lấy giùm, mà không có nhiều nha. Không có nhiều, cho nên là ai tới trước thì lấy trước, chứ anh Khoa không có chừa cho ai được hết á. Thì số lượng có hạn, các bạn, các cô chú có thích thì đến nha. Hàng hiếm, hàng hiệu đó, có giới hạn lắm, lý mịt lắm. Cho nên các bạn, các cô chú có dặn rồi á, thì bây giờ anh Khoa nói tại vì anh không có gọi điện thoại được, cho nên các bạn, các cô chú nào có dặn thì cứ đến lấy, chứ anh Khoa không có chừa. Cái này đang đọt non nó ra nè, lú đọt non ra là cây nó khỏe rồi đó. Giống này thật ra rất là hiếm luôn. Hiếm quá là tại vì trồng dễ trên nước Mỹ các bạn, dễ có trái mà trái lại ngọt xuất sắc nữa. Ai tiểu đường là mình phải cẩn thận với cây này. Ngọt lắm. Mận vàng đen, Black Gold. Mình cho các bạn xem, đây là cây Black Gold. Là cái cây này là cái cây mà hồi năm ngoái mà trái sum xê, mấy người coi thích quá chừng á. Năm nay nè các bạn nhìn đọt non nó phúng quá chừng luôn. Cây này là cây mẹ anh Khoa để chiết nè, trồng ở dưới đất luôn rồi mà đọt non nó ra quá chừng luôn. Hồi ơi, bữa nay sum xê. Cây nhà My thì mới lú à, mới lú có chút chút à, vẫn nãy trồng dưới đất tốt quá cho nên nó ra đọt non sớm các bạn. Các bạn, cái cây này 80 nè, nhãn, gốc cũng bự lắm nha, 80 ha, gốc nè, bự hơn cái ngón tay trỏ của My, lớn hơn ngón tay cái luôn á, gốc này cũng bự quá chừng luôn. Ôi, đang có bông luôn nữa nè, nhãn nó nhại bông ghê luôn á, nhánh già là nó có bông à. Này, trong chậu cũng lớn chứ không phải chậu nhỏ xíu. 80 cây nè các bạn. Còn mấy cái nhánh ở trên đây nè, anh Khoa còn nhánh không? Còn một hai nhánh nè. Nhánh nè hả?
Ok, vậy là hết rồi, hết nhánh rồi. Ở trên đây có rau thơm nè các bạn, với rau răm nè. Rồi bên này là ngải cứu nha. Cây ngải cứu này mi ăn sống, hoặc là mình xào với trứng ăn cũng được, hoặc là xào tỏi gì cũng được hết á. Mình lấy mình hái vậy nè, mình ăn sống thôi, có nhiều vị thuốc rất là tốt. Để mi chia sẻ với các bạn cái ngải cứu này sao. Đây là một cái cây thuốc quý mà mình nên trồng nè các bạn, rất là tốt luôn. Anh Khoa có rau má luôn nha các bạn. Cái này là bầu sao á các bạn, bầu sao mà trái dài á, trái rất là dài. Hồi năm ngoái vườn anh Khoa mới thấy trái dài quá chừng, mà bầu sao bong bong á, 2 đồng một chậu vậy nha các bạn. Các bạn, đây là một cái cũng rất là hiếm luôn nè, cái loại ớt mà tròn tròn mà như ngón tay cái vậy đó. Cái giống này mi thích lắm, chắc hồi cũng rinh về cây quá, đang ra bông quá chừng luôn nè, trái tròn luôn rồi nè, thấy thương không? Cái này mi thích là nó đẹp á các bạn. Mình chưng thôi, mình không có ăn, tại vì như ăn nó lạt nhách rồi, nó không có ngọt không gì hết trơn á, mình để chưng thôi. Nhưng mà đẹp lắm các bạn ơi, mình về làm kiểng. Với cái cây này không có sợ lạnh mùa đông ở vùng Cali mình, cho nên các bạn làm kiểng được. Để mình về mình bỏ vô cái chậu đẹp đẹp, rồi mình chưng mình mốt có trái ngắm các bạn ơi. Cái trái bông rất là đẹp luôn. Mình thích nó ra nó màu đỏ các bạn, như trái cherry vậy đó, mà nó lùng lùng. Các bạn mua lựa cái dáng nào đẹp với về để mình làm kiển luôn. Trời ơi các bạn nhìn nè, thấy thương không? Chắc mì rinh chậu này quá. Đang có mấy cái trái nè, thấy thương quá chừng luôn á. Nè, chậu bên này cũng đang có nhiều trái luôn. Không có nhiều nha các bạn, cái này cũng lý mịch lắm, cho nên ai tới trước thì lựa. Lựa cây đẹp, cây tàn nhánh xum xê, đem về mà chưng cho nó đẹp. Hồi cây này cây mận An Phước nè các bạn, tàn cành lá xum xê luôn. Còn bên đây là An Thái xanh không hột nè. Chậu này cũng rất là đẹp. Anh Khoa nói mận An Thái này là giá đặc biệt nè. Cái gốc cũng đẹp quá chừng, bự luôn á. Mà mình không biết nhiêu, tại anh đang bận á, cho nên mi không có hỏi giá. Có gì các bạn gọi giùm mi sau nha. Cái số điện thoại anh Khoa mi để trên đây nè. Các bạn, anh Khoa đang có cây này nè, Red Rocket, mà lớn, quá chừng lớn luôn nha. Bữa nay cành lá xum xuê, lá non ra quá chừng luôn nè, thấy thương không? Lú đọt non ra. Trời ơi, cái gốc nè, Red Rocket, mi cho nè, đứng thứ nhì á, Black Gold là đứng nhất. Nó rất là giòn ngọt, mà mình ăn là thôi á, ngọt lắm, mà giòn cứng luôn á. Bự, cây bự quá chừng luôn. Này Red Rocket đó chị ha? Dạ. Bên này Red Rocket luôn phải không? Dạ. Quá chừng bự ha. Cây này già lắm rồi các bạn. Mận bơ phim mà đẹp nha. Tược non mới lú quá chừng nè. Này là cành lá xum xê á. Mận bơ phim mà gốc bự lắm các bạn. Mận này là 2-3 trái lận phao á. Gốc bự hơn ngón tay trỏ của mình luôn. Cây bữa nay đẹp. Mùa này mà cây này thì quá đẹp luôn. Còn bên đây cây mận An Thái thì trời ơi xum xê luôn. Gốc cũng bự luôn. An Thái này bự ha. Trời ơi tợt non nó ra quá chừng luôn các bạn ơi. Thấy thương không? Ổi ký lô nè, mùa này nó vẫn còn trái. Ai mê trái lấy mấy cây này nha. Cây này là đã chịu qua một mùa đông sương gió rồi đó, là mạnh rồi đó. Ổi ký lô. Cái này nhiêu cây chị? 90 các bạn. Wow, cành lá xum xê mà coi nè. Ừ, chuẩn bị bông trái nữa rồi nè. Công nhận cái giống này em thích chị, sai bông sai trái quá chừng luôn á. Các bạn, đây là ổi Thái không hột nè, mà ruột cắn. Cây này là cũng rất là ngon luôn nha. Trái bự á, đang rụng lá già hết rồi các bạn, giờ 11 là xum xê luôn nè, đang khỏe quá chừng luôn. Các bạn có thích thì đến xem nha, ai đến trước thì lựa cây đẹp. Cái cây này đẹp nè, tàn ra quá chừng luôn. Ổi Thái không hột, ruột trắng phải không anh Khoa? Ruột trắng có vị. Dạ. Ai muốn cây nhãn lớn lấy cái cây này, năm nay là chắc có trái luôn rồi nè.
Cái này là cái này sang chậu lâu chưa anh Khoa? Dạ lắm rồi. Ồ vậy hả? Vậy là năm nay có trái. Có trái chắc chắn rồi. Đang có bông luôn nè, cành lá xum xuê luôn mà gốc bự lắm các bạn ơi. Trong cái chậu này 25 gallon hay gì đó, mình không biết mà thấy bự lắm. Rồi cái gốc nè cũng rất là bự luôn. Cây nhãn á các bạn, nếu mà mình chiết lâu thì nó mới có giá trị, chứ còn phần đông mới chiết á là cũng giá rẻ, là tại vì cái này nè mình tốt, nó có giá trị cái bộ rễ. Rồi ôi coi nè, da yeah, cái bông đó chị quá chừng luôn á. Nhãn khô ha là nè các bạn, cái giống này rất là ngon. Bên này nữa nè, ai chọn cây nào tàn nhánh xum xê ha, quá cho bông luôn á chị hả. Giờ nhánh nào cũng có bông hết trơn á. Các bạn muốn tìm cây nho thân gỗ lớn á thì anh Khoa đang có cây đang có bông luôn, hoặc là cây gần có bông, rồi cây nhỏ nhỏ cũng có nữa. Mà cái loại màu đen là cái loại ngon nhất nè các bạn. Nho thân gỗ này rất là dễ trồng. Cây này gốc cũng bự ha. Cái tán này đẹp nè. Các bạn ơi, cái ngò rí nè, My đứng đây thôi mà nó rất là thơm. Cái này á các bạn biết không, nhà My trồng có một lần thôi rồi nó rớt bông tự động, là năm sau chỗ đó mọc ngò rí, hoặc là mấy cái cây chậu á tự nhiên cái mọc ngò rí vô quá chừng nè, là tại cái hột ngò này nó rớt vô cái bông ngò nè. Rồi nấu phở có bông ngò này thơm lắm. Bốn động chậu nè các bạn, mua về làm giống luôn. Mà cái giống ngò này của anh Khoa là giống ngò Việt Nam cho nên nó rất là thơm. Mình bẻ cái này nè các bạn, một chút này nè, hồi nó thơm phức à, giò 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 vậy nè, thơm lắm. Các bạn các cô chú thích mấy cái cây ổi mà thái không hột quá, mà cây lớn là anh Khoa có mấy cây lớn nè, ổi thái không hột, ruột trắng hoặc là ruột đỏ đều có hết. Anh Khoa có cây lớn lắm. Các bạn nhìn ngò nè, tự động nó mọc mà nó cũng tự mọc ở dưới đất nè. Có hột rồi là mình trồng là thôi đi đâu cũng thấy cây ngò hết trơn. Đây là cây Sweet Green nha các bạn. Rồi cái tán quá chừng đẹp luôn. Mãng cầu Sweet Green. Đây là cây mãng cầu đỏ nè. Bữa nay ra cái đọt non rồi các bạn. Mấy cây mãng cầu đỏ này lớn, loại cây lớn nè. Cây này cũng lớn nữa. Đây là xoài mung khung si. Xoài này cũng ngon các bạn. Nó nếu mà so với xoài Khao Savoy thì cái này hơn Khao Savoy rất là nhiều, nhưng mà không có bằng siêu giòn siêu ngọt. Siêu giòn siêu ngọt là bây giờ là cực kỳ ngon luôn. Cây này bây giờ cũng đang có bông rồi nè. Xoài bây giờ đang mùa ra bông á các bạn. Đây là Magnolia Yellow Bird nè, màu vàng, bông màu vàng. Giờ rồi nó có bông á, mình thấy nhìn cũng đẹp lắm. Bữa nay á, hết bông rồi, giờ cái này nó không biết cái này mình trồng được không ta. Cái này là cái nhị của cái bông nè. Cây này bự lắm các bạn, cây này đẹp nè, cái tán xum xuê. Magnolia là loại này á, màu vàng. Này là rau cần nước. Cây củ chuối nè các bạn, mình đến trước thì lựa cây hai con, nhưng mà cái này nó mau nhảy con lắm các bạn ơi. Đây nè, cây nhỏ, cây con lú lú nữa nè. 10 đồng một chậu á các bạn. Đến trước lựa cây đẹp. Quá chừng rau đắng nhực luôn các bạn. Các bạn biết nếu mà mình không có mua cái cây á, các bạn muốn ăn rau này thử á, mình vô chợ Đại Hàng á, chợ EO Supermarket á, hoặc là chợ Nhật là sẽ có cái rau này nè, người ta bán chút xíu à, chừng nhiêu đây thôi nè. Là hình như 3-4 đồng, 5 đồng gì á, một cái hộp ta để nhỏ. Các bạn mua thử ăn cho biết. Còn cái này anh Khoa bán như vậy nè, 4 đồng chậu. Rồi lời luôn. Cái này trong cái đây nhiều hơn một cái hộp rau mà người ta bán 4-5 đồng ở trong chợ nữa. Thì mình về là mình cắt ngang mình ăn là nó mọc. Các bạn trồng vô cái chậu mà nó có rủ rủ ra đó, nhìn nó sẽ rất là đẹp. Cái rau đắng này mình ăn á, nó đắng nhưng mà nó có cái làm như có cái vị ngọt hơi thanh thanh chút vậy các bạn. Mình thấy cũng thích lắm. Mình ăn sống, mình trộn với rau sống ăn á, rất là tốt.
mà trong chợ Đại Hèn mới có bán rau này, chợ Nhật nữa, chứ còn chợ Việt Nam thì mới chưa thấy bán rau đắng này. Thế bán rau đắng của Việt Nam thì có, còn loại này là loại của Nhật, cái thân nó màu hơi đỏ đỏ, dễ trồng lắm các bạn, mà nó mọc nhanh lắm, nhà My cũng có mọc quá chừng luôn á. Cứ hái ăn sống, trộn với salad đồ ăn, hoặc là xào nấu canh gì cũng được á, nói chung cái này cũng dễ. 4 đồng một chậu rau đắng Nhật. Đây là cây khế ngọt nè các bạn. Khế ngọt này mình ăn sống thì làm khế chua, ăn chín thì nó ngọt. Đây là cây mãng cầu mà anh Khoa rất là thương nè, Lisa, mà rất là lớn luôn. Cây dáng lùn để mình làm bonsai được đó các bạn. Tàn xum xuê mà nó lùn, vừa để cho có trái ăn mà vừa làm kiểng luôn. Nhiều cái nhánh lắm, đang ra đọt quá chừng luôn. Mùa này là cắt ngắn hết rồi các bạn. Lúc trước nó dài đẹp cao, giờ cắt ngắn hết để cho nó lùn. Nên các bạn có cây mà mình muốn lùn lùn á, mình làm vậy nè, tạo dáng. Đây một cây này còn bự hơn nữa, cái gốc này bự bằng cùm chân luôn. Anh Khoa đang còn chút ít cây thanh long dừa, các bạn có cần thì đến xem nha. Có cây thì một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh gì đủ loại hết trơn luôn á. Thanh long dừa, một cái giống rất là quý trong các loại thanh long các bạn. Thơm mùi dừa, mùi nước cốt dừa. Cái giống ớt mà cao nhất thế giới này nè các bạn, nó rất là mắc, mà mắc hơn các giống loại mà ớt thường nha. Cái này cũng là một loại cao nhất thế giới luôn nè, Scorpion nè, trời ơi cay lắm. Rồi ớt ma nữa, hai giống này nè, khủng khiếp luôn á. Cẩn thận, đừng có trồng mà nghĩ ớt thường thường, ăn vô một cái là mấy người mà ăn cay không được là coi như tiêu á. Đây là mận thái jumbo, wow, nó ra cái tược non quá chừng luôn. Cây thái jumbo này cũng bự các bạn. Cái giống này rất là ngon nha, đừng có chê. Cái giống này trái cũng bự lắm, trái bự mà trái dài, mận màu xanh, mà nó ra được hai mùa, ba mùa, mà mùa đông là không có nha các bạn, nó ra được ba mùa. Mùa này cây nhất chi mai cũng còn bông nữa, không những cái cây này có bông quanh năm luôn nha. Nhất chi mai nè các bạn, đẹp ha. Cái này bông màu đỏ, tết chân cây này rất là đẹp, nó có bông hoài à. Các bạn có thèm không, dịch lộn không? Rau răm tốt quá chừng luôn á. Cái nè, thấy thương không? Bên đây là mấy cây sabuche, giống Alano. Anh Khoa có hai giống à, Alano với Silatwood nha các bạn. Đây là ổi ruby Đài Loan mà không hột nè các bạn. Ruby Đài Loan thường cái lá nó tròn hơn ruby Thái. Là cái trái nè, trái tròn, ruột đỏ, không hột á các bạn. Còn bên này là ruby Thái. Ruby Thái là nó dài nè. Các bạn thấy không, cái lá nó dài. Giống này cũng đang rất là hiếm, cành lá xum xê quá chừng luôn. Cây này là hồi năm ngoái hết trơn rồi, cho nên năm nay là khỏe, để ở ngoài trời rồi là chịu lạnh một mùa đông sương gió rồi. Này trời ơi, mấy cây này giờ nó khỏe hết rồi các bạn, giờ đang đâm chồi nảy lọc nè, quá chừng luôn. Các bạn có thích mấy cái chậu vuông thì anh Khoa còn chút ít nha, còn có ba cái à, ba cái chậu vuông với ba cái chậu tròn. Các bạn có cần thì gọi anh Khoa. Chậu này mình đựng mấy cây để vô đẹp đẹp đó các bạn, nhìn thấy có duyên, cái bông nhìn nó đẹp. Rồi My xin dừng ở đây ha. My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chúc cho các bạn chọn được những cái giống cây mình thích rồi mình trồng cho được tốt nha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây, hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ở nhiều chỗ khác nữa ha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.